Những năm gần đây, nhiều thanh niên ở các địa phương của Lào Cai bằng sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên nông thôn khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương. Anh Trần Quốc Hiệu, chủ mô hình sản xuất kinh doanh gỗ ván bóc với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát mà chúng tôi giới thiệu sau đây là một thanh niên như thế. Sau một thời gian làm việc ở Hà Nội, năm 2010, anh Trần Quốc Hiệu quyết định trở về Quang Kim, Bát Sát để lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Ý tưởng mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc được ấp ủ sau khi anh dành thời gian công sức nghiên cứu kỹ lưỡng thế mạnh và điều kiện thực tế của địa phương mình. Mình đi được nhiều nơi, học hỏi được kinh nghiệm những người đi trước ấy. Thì thực ra là trên địa bàn huyện Bát Sát thì cơ sở chế biến lâm sản thì mấy năm trước nó hạn chế, thì mình cảm thấy cái nguồn tài nguyên ở trên địa bàn mình có sẵn có, thì mình mở chế biến lâm sản, mở dây chuyền này. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn vay vốn từ quỹ tín dụng cùng với sự giúp đỡ của gia đình được 500 triệu đồng để dựng xưởng và mua máy móc thiết bị. Thời điểm đó, anh Hiệu là một trong những người tiên phong trong sản xuất kinh doanh gỗ ván bóc tại Bát Sát. Thời gian đầu, không ít lần máy bóc gỗ bị hỏng, rồi hàng chục mét khối thành phẩm bị ẩm mốc, bán không được giá. Không nản lòng trước khó khăn thách thức, anh Hiệu đã tự mình đi tìm nguyên liệu đầu vào, tìm hiểu giá cả thị trường, rồi mang sản phẩm đi giới thiệu với khách hàng. Bằng chính chất lượng sản phẩm, giá bán hợp lý, luôn giữ chữ tín, sản phẩm gỗ ván bóc của xưởng dần khẳng định được thương hiệu với thị trường. Hiện nay, mỗi năm anh sản xuất được hơn 1.000 mét khối ván bóc thành phẩm, doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng. Mới đầu thì cũng gặp khó khăn về đầu vào, đầu ra, này. Thị trường bấp bênh, nó chưa phổ biến như bây giờ. Mới đầu nhập vào nguồn đi tận thu thì người ta chưa biết. Thế là gặp khó khăn, vẫn mình cũng phải đi thuyết phục kiểu bà con ấy. Ai có cái nguồn tận thu thì thay đổi cơ cấu cây trồng thì mình, ai có nhu cầu bán thì mình thu mua. Gặp nhiều khó khăn thì cũng nỗ lực, cũng anh em bạn bè cũng động viên, thôi chịu khó thì cũng vượt qua được, có chí thì cũng làm được, chịu khó. Xưởng gỗ ván bóc này hiện đang tạo công ăn việc làm và thu nhập khá cho 10 đến 15 lao động địa phương tùy theo thời điểm. Nhờ những nỗ lực, sự kiên trì, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, anh Trần Quốc Hiệu đã bước đầu gặt hái được thành công. Năm 2016, anh vinh dự là một trong 85 thanh niên của cả nước được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của lần thứ 11. Một giải thưởng cao quý vinh danh thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Với mô hình của đồng chí Trần Quốc Hiệu thì là đây là cũng là một trong những mô hình rất là điển hình đối với phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Quang Kim. Thì đến giờ phút này thì ban chấp hành đoàn xã thì cũng như là các thanh niên ở địa phương thì cũng đánh giá rất là cao, vì là mô hình cũng đã tạo được công ăn việc làm rất nhiều cho các đồng chí đoàn viên thanh niên ở trong địa bàn nông thôn. Đối với đoàn xã chúng tôi thì cũng rất là ủng hộ các mô hình của đồng chí, và đối với các mô hình này thì có một cái hiệu ứng rất là tích cực. Nó cũng khẳng định là thanh niên trong thời kỳ đổi mới thì thanh niên luôn luôn dám nghĩ, dám làm và luôn luôn dám áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao các hiệu quả trong sản xuất. Tuổi trẻ luôn gắn liền với ước mơ, hoài bão và khát vọng. Thành công đến với anh Trần Quốc Hiệu không dễ dàng, nhưng qua đó càng khẳng định nếu có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm thì sẽ đạt được thành công.